đây quý vị ơi, tiếp tục mới về thêm 6 con nữa nè, còn xe 4 con nữa mà đây tới chiều mới về lận. Đi đường nó hơi xa, tổng cộng ngày nay về hai mấy con mà thôi, tranh thủ đăng mấy con bò này, mấy con bò VIP lên trước đi, để mấy con bò kia về cái tổ hù nữa, lần cho mấy anh em tranh thủ hôm gài điện đặt em hoài nè ha, tranh thủ mua. Rồi rồi, đầu tiên vô vấn đề là con bò man nè, lai rách man lai Italy Long Bình nè ha quý vị. Đây đấy, khú đen khú móc chân móng nè. Thì bò này hai con bò này em cáp vô phân cặp đó là em vẽ lên số 1 nha quý vị. Đấy, hai con bò số 1 ha, một con chà ba lúa, chà ba lúa với con khú móc. Đùi đít nè, bò này thuộc dạng dày bò nha quý vị. Quý vị nào mua hơi em bán căng hơi luôn ha. Bò này thì em ba nguyên dàn bò này, 6 con bò Italy này nè, thì em trên 400 hết rồi quý vị ha. Thì quý vị nào muốn mua hơi em bán căng hơi luôn ha, bán căng hơi căng tại đây em căng giá 81.000 ha. Còn bán mẫu ở đây thì hôm nay bán na ná ký lô à quý vị ơi. Quý vị về nuôi ngày nào ngày nấy ha, thúc vô ủ ngày nào ngày nấy. Thì đây, con Rathman Lai Italy Long Bình quá. Bò này nguyên và bò này là có bẻ răng rồi hết nha quý vị. Còn với lại bữa nay em về thêm chục bộ pháp nha, chút xíu em review sau nha. Review 6 con bò này hơi nhanh nha. Mấy anh em nào muốn mua thì hai con bò này em báo tức tắc cho nó là hai bò số 1 nè ha. Hai bò số 1 là 65 triệu ha. Chiều cao hướng tắt nó thiếu đủ mấy tư bò nha quý vị, bao cho quý vị mấy tư bò ha. Chân móng thì em bao cho quý vị là thẳng đứng luôn ha. Bò này về quý vị thúc thuốc vô mau lắm nha quý vị, thúc vô tầm tháng ngoài 2 tháng nó đẩy luôn ha. Thì rồi qua đây em review hơi nhanh ha. Hai bò số 2 nè, em xin nhắc lại là 65 triệu ha. Đấy, số 1 lộn, số 1 con chà ba lúa với con khú đen là Lai Raman. Rồi tới hai bò số 2 ha. Bò này nguyên giờ bò này ngày nay có bẻ răng rồi hết nha quý vị. Đây quý vị xem đùi đít đó nè, bò này về quý vị xe nuôi là ngày nào ăn ngày nấy ha, chứ không có nói gì hết trơn ha. Bò này hút tháng 20 ngày hoặc tháng gửi là đến luôn. Sừng già đòn dài nha quý vị, bò này ôm trên mình đó giờ cũng 160, 170, 180 hết rồi. Đây hai bò số 2, hai bò số 2 em xin báo giá luôn ha, 64 triệu nghe quý vị, 64 triệu đấy. Đùi đít bò này dày bò nghe quý vị, thì mấy anh em nào mà ủ thì muốn đường ngắn tháng 2 tháng là dứt bò này nè. Bò này có con sừng như con trâu vậy ha. Rồi em review sơ nha, thôi nha, bị bữa nay bò gì cũng đông hai mấy con ha, còn 10 con bò pháp nữa. Mấy anh em đừng gờ màn hình nha, chút xíu còn chục bò pháp với mấy anh em muốn vỗ béo, vỗ béo muốn thịt, thịt lứa này cũng thịt được nè anh em. Rồi tới hang bò số 3. Hang bò số 3. Rồi hang bò số 3 em bán 63 triệu ha. Đây. Rồi là tổng cộng 3 con bò Italy, 3 con bò trắng ngày nay ha. Rồi mới tới bò Pháp, mượn bò Pháp. Bò này già có bẻ răng rồi hết nha quý vị. Con đôi hai đôi chứ nghe quý vị. Quý vị yên tâm đi. Vụ già thì em bao. Còn vụ mập thì em cũng bao luôn. Bò này không ốm bò nha, bò này mập nha. Đây, về thúc vô tháng ngoài 2 tháng là đến nó luôn. Rồi 63 triệu, 63, 64, 65 ha. Số 3 là 63. Số 2 là 64. Số 1 là 65 ha. Rồi em quay sơ qua lại cái nữa rồi bắt đầu mình review mượn bò Pháp ha. Bò này thịt cũng được luôn nghe nè. Mấy anh em lấy thịt cũng được luôn. Còn mấy anh em mà vỗ béo thì càng tốt. Mấy anh em vỗ béo thì mua bò này cũng như là mua ký lô rồi. Không có lỗ đâu. Thì về nuôi ngày nào là mình ăn ngày ấy luôn ha. Đây hang bò số 1 VIP nè, hới thằng lắm nha. Đấy con man đấy, địa chỉ của chạy bò Phúc Lộc thì bò chạy bò mới vừa xuống xe luôn nè, viên lính nó mới rửa xe nè. Địa chỉ của chạy bò Phúc Lộc mà nằm ở ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ha. Hướng đi lên núi Sam tầm khoảng 40 cây số nữa nghe quý vị. Rồi thì vô lại vấn đề thì em băng ra mấy con bò Pháp ngày hôm nay nha, tranh thủ bữa nay clip hơi dài, mấy anh em coi nó hơi chán, em tranh thủ review nhanh nha. Mấy anh em nào muốn xem bò leo một lần nữa thì kết bạn vô số Zalo trên màn hình đi, 0965185252. Lên Pháp em, nay mình chơi đi Pháp nha, nay mình đi Pháp nha quý vị. Đấy bò này đủ đích dữ lắm nha quý vị, nó nuôi 18 tháng rồi nè, bắt giống con 24-25 triệu mà nuôi 18 tháng rồi nè, giờ ở chuồng cũng hư rồi, kẹt bán gấp luôn cho anh em ha. Đây bò đủ đích nè, mấy anh em lò mẫu cũng xem cân nhắc cũng dàn bò này luôn ha. Đây thì bò này nãy em có cân hào hết rồi, 450 bò con bò này ha.
Thì chiều cao của nó là mấy con bò này thì tầm 1m35 mà chút xíu, có ba con bò kia là vô 1m4 bò. Ba con bò xương tàn đó, ba con bò tàn đó quý vị, nó vô 1m4 bò xương cối lắm. Quý vị còn dỗ lên nữa. Thì mấy anh em nào muốn bắt hết lô bò Pháp này 10 con á, bởi vì 10 con bò này nè là nó một chuồng một, nó gớt chỉ con bò này nó đẹp nhất trong bầy, nó em nhất trong bầy ha. Thì em buộc riêng cho nó nè, thì nó hơi em ha. Thì quý vị nào muốn mua hết lô 10 con á thì em bán bao xe quý vị đi về tới nhà. Con bò này thì em định là y gan cái giá căng hơi luôn, bị hồi nãy em căng hậu từ con hết đó quý vị. Thành thử ra cái bắt đầu cái em tính là định y gan giá căng hơi luôn đó, thì em nhân giá 84.000 ha, là y gan giá căng hơi mình luôn đó. Đây để em quay sơ lược từ con số ký nó nhiêu cho. Đây con bò này là 450 bò nè ha. Rồi 450 bắt đầu mình quay hình dáng cho anh em xem, để quay số ký không rồi không quay cái hình. Đây 450 thì nó gì nè quý vị, lưng nắp đùi sừng già. Rồi tới con này là 500 nè, em vẽ số 5 nè. Đấy 500 thì nó gì nè, đít nó gì nè, xà luôn, đít nó xà luôn nghe quý vị. Đấy thì 500 thì nó vậy đó, đòn dài nha, đồ đít nè. Bò này cũng thấy thằng lắm nha, bò đó là 450 nha quý vị. Đó em vẽ nhỏ xíu à, cho số nhỏ xíu cho quý vị dễ cho nó nhìn nó đẹp con bò ha. Đây 450 thì nó vậy nè, đít nó máy che di động nè nha, thì là máy che di động mình vậy đó ha quý vị. Đấy thì 450 hình nó vậy đó, 450. Xin nhắc lại là một con là 450, hai con 500, con này 500, tới con 450 nữa nghe quý vị, 450 là 900, 900 với 500 là một tấn tư. Tới con này tới con này 410 là 1 tấn 80 kg ha, 1 tấn 80 kg. Đây 1 tấn 80 kg nghe quý vị chưa, để đi đừng chèo màn hình nha. Thì bò này có vẻ răng rồi hết trơn các quý vị, có đi răng rồi nha, 1 tấn 80 kg với con bò trắng này nhiêu nữa đây. Thì không đủ nó không quà là bầy bò này 10 con là có 3 con bò này là thiếu đủ 1m4 bò nè. Bò này vô 1m4 bò cho nghe quý vị. Bò này tàn muốn quý vị muốn dỗ được thì nữa thì dỗ, còn muốn mặn thịt cũng được chứ không có gì. Thì tùy lòng mấy anh em. Thì em bán ở đây là y gan giá căng hơi ha. Thì mấy anh em muốn mua hết 10 con này á, có con bò này hơi đẹp, bò này khoảng chừng 150 bò. Rớt bò này 150 tuột. Nó nãy cần nó là 370 kg đó quý vị. Nó thiếu đủ 150 chứ không được 150 đâu, 145 dễ coi ha. Đây thì còn nhiêu là bự không à, nguyên giờ này là ba bò này là mấy anh em về dỗ béo cũng được 4 con luôn, hai con anh rết vậy nè cũng không gành. Nói mấy anh em đừng buồn nha, đừng có bắt lỗi em nha. Đây hang vàng là anh gút vậy nè, anh gút đấy, hang vàng là tốt lắm nha. Thì 4 con chạng này là chiều cao em bao cho quý vị là 1m4 bò. Mấy anh em nào muốn mua bò nọc cũng được luôn nha, làm nọc thì bắt mấy bò này nè, con anh rết thì tốt lắm nè quý vị. Đấy thì muốn bắt hết bầy á thì bò này bao mấy triệu con à. Mấy anh em muốn mua thì liên hệ lên số điện thoại cho màn hình đi ha. Thì chút xíu cũng báo giá luôn. Rồi để em quay cái dàn đầu chút xíu cũng báo giá cụ thể luôn ha. Bò này bao ngoài chịu không quý vị, không có nhiều đâu. Muốn mua hết bầy thì 10 con thì bổ động con bao ngoài chịu, không nhiều đâu. 3 ít rồi. Đây. Mấy anh em muốn làm nọc bữa hẩm hỏi em bò nọc nè, bắt bò này nè. Anh ghét này nè, về làm nọc em lắm nè. Dư mất tư bò. Đấy. Con này 490. Con này nãy cần 515, 440, 435. Đó, bây giờ mới thấy số nè. 410. 450. 500, 450. Rồi. Rồi, em cũng báo giá luôn ha. Là mấy anh em muốn mua hết 10 con thì em giao về tới nhà, giá gồm phí bao xe vận chuyển luôn ha, giá cả là em bao về tới nhà luôn ha, là 300 mấy chục triệu, à 300 mấy triệu con à, mà bò bành bành không nè quý vị. Em bắt giá hơi nới em đợi cho quý vị, giá cả cũng
mềm mềm về quý vị nuôi dỗ béo, hoặc là quý vị mần thịt cũng được ha. Rồi.